mặt nó tròn mặt mày hơn đấy. Ừ, mày xinh này. Đấy, chị ấy chỉnh kiểu tóc này không? Trời ơi, đúng kiểu bố lên hôm nay vậy. Tí nữa bà chỉnh cho chị, cho bây giờ bỏ tóc này vào đấy. Chỉnh, nó chỉnh được mà, nó cắt được mà. Ừ, thì cắt cho chị. Trời ơi, tự dưng cũng hết tóc lên, mà chị có bao nhiêu tí nữa chỉnh như này. Cứ hết mặt chị ra, mà xinh hơn. Đấy, mấy kiểu được, mỗi kiểu đây. Chị em mà chị chỉnh mặt là vì cái kiểu này tạo xấu. Không được. Số muôn ai được ra thì mình muốn ạ. Vâng.